Sau hàng loạt thông tin về khoai tây cà rốt Trung Quốc nhiễm độc, hầu hết người tiêu dùng thành phố Vinh đã quay lưng với mặt hàng này. Tuy nhiên, do hám lợi, các tiểu thương vẫn nhập hàng nông sản Trung Quốc, dán mác hàng Việt để đánh lừa người tiêu dùng. Đến với bất cứ các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, dễ dàng nhận thấy hàng nông sản Trung Quốc chiếm một số lượng áp đảo so với hàng Việt. Không chỉ có cà rốt, khoai tây mà các loại hàng khác như bí, đậu, gừng, tỏi, hành, bắp cải, củ cải có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tràn lan. Các mặt hàng này được bán với giá thành rất rẻ. Có một điều đáng lo lắng là trước tâm lý của người tiêu dùng muốn được sử dụng hàng Việt, nên các loại hàng nông sản Trung Quốc được người bán tự gắn mác hàng Việt. Thì cũng từ mua cho những cái hàng mà đại khái của Trung Quốc, chứ mấy hàng Việt Nam thì cả hành, ví dụ hành tá thì nó đắt quá, hành như hành tá thì là lên cao, nên còn những cái hàng nữa thì không rẻ hơn đấy. Thì như bọn chị đi làm hàng thì bọn chị cũng phải mua hàng đấy. Thì hàng Việt Nam đang đắt quá. Hiện nay thì theo em thì ở trên thị trường Triều Vinh nói riêng thì là hàng nông sản Trung Quốc hầu như là chiếm nhiều hơn hàng Việt Nam, có đến 6-80% ấy. Chẳng hạn như là hành tỏi, khoai tây, hành tây, gừng nhiều đô là nhiều hơn hàng Việt Nam rất nhiều. Ở đây thì em bán thì cả hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc. Hầu như là hành tỏi hàng Trung Quốc thì khi vào mùa này thì đang có hàng Việt Nam, nhưng mấy tháng trước đây thì không có hàng Việt Nam thì bắt buộc họ phải mua hàng Trung Quốc. Bởi vì thứ nhất hàng Trung Quốc nó rẻ hơn so rất nhiều so với hàng Việt Nam. Thực tế này đặt ra một vấn đề: tại sao các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lại dễ dàng được bày bán trên thị trường? Một trong những nguyên nhân chính đó là do hám lợi, nên một số tiểu thương bất chấp quy định bằng mọi cách đưa hàng không rõ nguồn gốc vào thị trường nội địa tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc kiểm tra nguồn gốc hàng hóa còn thiếu các văn bản quy định quản lý chặt chẽ, nên khi về đến các chợ lẻ thì rất khó xử lý. Lực lượng chức năng chưa thực sự vào cuộc trong công tác kiểm soát các mặt hàng này. Vì thế, các loại nông sản Trung Quốc không đảm bảo chất lượng vẫn nhập về một cách ồ ạt, và khi về đến các chợ thì được các tiểu thương đặt là hàng Việt. Và người tiêu dùng chỉ còn biết trông chờ vào ý thức và lương tâm của người bán. Trên thị trường thì cũng xuất hiện nhiều mặt hàng của từ Trung Quốc và xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng mà thực tế trong quá trình kiểm tra để mà phân biệt được là vì mặt hàng nào là của Việt Nam, mặt hàng nào là của Trung Quốc thì cũng rất là khó. Thì tại đây thì cũng đề nghị là phải các ngành, các cấp, rồi các chính quyền địa phương cùng tham gia vào thì để kiểm tra và xử lý nghiêm mặt hàng này được. Thực phẩm và rau củ quả là những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, người tiêu dùng không còn cách nào khác, chỉ còn cách là tự trang bị cho mình những kỹ năng khi mua hàng hóa, dù đó là kỹ năng cảm tính.